Thanh Hành xin kính chào quý khán thính giả của đài BWIN TV 57.3. Kính thưa quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp của chúng tôi ngày hôm nay với sự trở lại của chị Nguyễn Kim Thoa đến từ văn phòng Prestige Realty and Mortgage. Và ngày hôm nay trong cái cuộc hội luận của chúng tôi về tài chánh, về đề ốc thì tài chánh là phải nói về tiền, nhưng mà thôi trước khi ông nói về tiền nó có vẻ như là nặng nề lắm quý vị. Thì để thôi Thanh Hành xin mời chị Kim Thoa lên tiếng rồi chúng ta sẽ bắt đầu từ từ. Kim Thoa xin thân ái kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả của đài cũng như chào Thanh Thanh. Dạ vâng. Yeah. Chào chị Kim Thoa, là những ngày vừa qua thì hình như thời tiết có vẻ như không được nó đẹp, xong rồi tự nhiên nó trở lại mưa âm u. Ngày hôm nay chị thấy là sao? Đúng rồi. Có gọi là cái gì, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Thanh Thanh đang làm thơ. Dạ đúng là có tuần này thì trời đẹp, tự nhiên bỗng nhiên sáng hôm nay sau thấy ông trời buồn buồn, mà chút trưa thì chiều hơi có mưa chút xíu. Đúng rồi. Dạ. Dạ, rồi chị cảm thấy là thời tiết hình như là Thanh Thanh thấy là nó sẽ kéo dài cho tới ngày thứ bảy á. Thì hình như qua tới chiều ngày thứ bảy luôn thì nó mới có thể trở lại một cái thời tiết đẹp ngày chủ nhật. Thì không biết số tiền lời của một cái tuần vừa qua và cái tuần sắp tới thôi, mình không nói xa nha, mình chỉ nói sắp tới thôi. Không biết nó có buồn như cái thời tiết của mình hay không? À, dạ thưa quý vị, thời tiết buồn hay vui thì không có ảnh hưởng tới tiền lời của hiện giờ về vấn đề tài chánh, thì tiền lời vẫn ở một cái mức độ rất là tốt thưa quý vị. Cái hướng thì có thể đoán thì hơi lên thôi, nhưng mà so far tới ngày này tháng này thì tất cả những quý vị nào mà đang làm refinance hay là đang đi mua nhà, quý vị vẫn được những cái tiền lời tốt nhất nếu cái credit và cái income mình ở một cái mức độ good thì quý vị vẫn được tốt như thỏa nào, chứ không có cái gì thay đổi hết. Nên đó là một điều đáng mừng. Vậy là chị cho khoảng cái, nếu mà cái người credit thật là tốt thì khoảng bao nhiêu chấm? Nếu mà 15 năm thì có thể dưới 3 chấm nha, còn 30 năm thì khoảng từ 3.5 cho tới 3.750 cho cái dạng conventional loan, là cái dạng loan bình thường. Và nếu mà cái loại loan FHA mà của chính phủ mà quý vị cũng vẫn thường hay nghe thì cái loại loan đó vẫn nằm ở 3.250 cho 30 năm. Nhưng mà đôi khi mình nghe cái FHA được cái tiền lời rẻ, nhưng mà quý vị phải cần biết là cái lợi như thế nào và cái hại như thế nào. Đôi khi mình compare cũng không có, đôi khi FHA coi cái tiền lời rẻ vậy nhưng mà cái monthly payment của quý vị vẫn cao hơn thường. Nếu mà theo như kinh nghiệm của chị đó thì kinh tế của Mỹ đã xuống trong những năm vừa qua, 5-6 năm vừa qua rồi, thì cũng nhà cửa hình như nó cũng xuống theo, thì bây giờ chị nghĩ là đã trở lại, quân bình trở lại hay chưa? Kính thưa quý vị cũng như Thanh Thanh, câu hỏi đó là rất là hay cho vào lúc cái thời điểm bây giờ, là tại vì kinh tế thì không có giống như là đang mạnh trở lại lắm, nhưng mà về địa ốc á, thì for somehow ở một cái góc độ về địa ốc và tài chánh thì mọi người rất là hối hả để đi mua nhà. Mà nếu mà quý vị nào đang là những người buyer đang đi kiếm nhà hiện tại bây giờ thì chắc quý vị cũng biết nhà mua rất là khó hiện giờ. Nhưng mà nếu mà nói là tăng trở lại theo giống như ngày xưa thì chưa có đến độ đó. Chỉ có là khi quý vị mua nhà thì ngày xưa mình có thể trả giá được nhiều một chút, bây giờ thì có khi là quý vị chỉ trả vài ngàn bớt hơn, hoặc là có thể là không có bớt được mà còn phải nằm ở bằng giá hoặc hơn một chút đỉnh. Là tại vì bây giờ có thể nói một vài khu đặc biệt giống như khu Southwest của mình, thưa quý vị, có thể nói là người mua nhiều hơn là nhà bán. Nhưng mà nếu mà mua thì họ mua toàn là nhà mới hay là họ mua những cái nhà cũ lại? Đủ thứ, nhà mới nhà cũ gì họ cũng bán lẹ như thường, ăn thua cái mức độ mà giống như mình đưa ra cái giá như thế nào và cái giá nằm ở cái mức độ nào trở xuống thì quý vị sẽ thấy bán rất là lẹ, đặc biệt là khoảng ở rau 150-175 trở xuống trong cái vùng Southwest của mình bây giờ. Thì nếu mà quý vị nào đang là những người buyer, những người mua nhà thì quý vị chắc cũng có thể có kinh nghiệm, nên á là nếu mà quý vị tìm được cho mình một cái nhà mà mình thấy là vừa ý thì nên cân nhắc giống như cẩn thận và quyết định cho mình một cái giá mà cảm thấy là
giống như đôi khi quý vị sẽ cảm thấy mình mua nhà mà mình không trả giá được thì cũng cảm thấy hơi ức ức. Ông già, ông ức lắm. Nhưng mà nếu mà mình trả giá nhiều quá thì quý vị sẽ thấy được là mình mất nhà liền ngay tức khắc. Hiện giờ một cái nhà mà mình coi được có thể 4-5 cái offer là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ thí dụ như mình bán thì theo như chị thấy là bán nhà cũ nó chạy hơn hay là bán nhà mới nó chạy hơn? Tùy theo thanh giống chẳng hạn như khu Southwest ở đây, ở trong vùng Bel Air của mình, gần Bel Air, thì đôi khi muốn mỗi người thật ra ai cũng muốn mình được nhà hơi mới một chút, nhưng mà đôi khi không có nhà mới để mà bán, tại vì không có còn nhiều builder ở trong đây nữa, nên đôi khi mình cũng phải chấp nhận mua một cái nhà cũ vài năm hay nhiều năm tùy theo cái tiền mà mình có thể qualify được với cái loan nhà. Chứ còn nếu mà hỏi muốn mua nhà mới thì chắc là mọi người ai cũng muốn mua nhà mới nhiều hơn. Không, Thanh thì nghĩ là đùa thôi quý vị, nhưng mà Thanh lại nghĩ là hết đất để mà xây ở trong trung tâm rồi, cho nên bây giờ có thể mình đi phía ra ngoài thì mình mới có thể đi xây từ được nhà mới. Mình đi từ từ về phía Highway 6, đi qua khỏi Highway 6. Nên đó là những cái nhà từ Highway 6 trở ngược về tới 59 thì quý vị sẽ thấy bán rất là lẹ, và mặc dù có nhiều nhà rất là cũ, họ vẫn có nhiều offer như thường. Nên foreclose, những cái foreclose, những cái nhà băng kéo thì quý vị có thể nói là không có biết dưới 10 cái offer một lần cho một cái nhà. Đúng rồi. Dạ, nên mình dành nhau thê thảm lắm. Vâng, kính thưa quý vị, là đó là về phần mua bán cũng như là tiền lời, tiền lỗ như thế nào của trong một cái thời gian gần sắp tới đây cũng như là vừa qua. Nhưng mà Thanh được biết là nó có một cái mới nữa, là chị Nguyễn Kim Thoa vừa sẽ có một cái văn phòng mới để mà gửi đến quý vị. Thì giờ nhân đây thì xin chị giới thiệu cái văn phòng mới nó như thế nào, bao lớn và có bao nhiêu nhân viên. Dạ, cảm ơn Thanh. Kim Thoa rất là hân hạnh để giới thiệu cho quý vị thêm một cái office mới của Kim Thoa, tại vì cũng nhờ sự ủng hộ và thương mến của quý khán thính giả, quý vị đồng hương, nên Kim Thoa công ty mỗi ngày một phát triển hơn, và Kim Thoa cảm thấy là mình có rất nhiều những quý khán thính giả cũng như quý vị thân chủ từ Northwest, chẳng hạn như 249, 290, từ phía bên đó thì chạy về bên Southwest thì hơi xa. Nên Kim Thoa đã mở một cái văn phòng mới nằm ở gần Veteran, nằm ở góc Veteran Memorial và 1960, để tiện cho những quý vị nào ở bên Northwest thì quý vị có thể gặp Kim Thoa ở đó. Thay vì quý vị phải chạy về office bên Southwest thì xin quý vị cứ gọi điện thoại vào văn phòng để make appointment, để cho Kim Thoa biết là quý vị có thể gặp Kim Thoa ở bên kia hay là ở bên Southwest. Tại vì thay vì để quý vị đi xa thì thôi hy sinh để đi xa đi. Dạ, để có tiện việc là giúp quý vị đỡ bị lạc đường. Đôi khi nhiều quý vị ở bên Northwest mà về bên Southwest, mặc dù ai cũng biết là Southwest là nhiều người Việt Nam của mình, nhưng mà không hẳn quý vị người nào cũng đi đúng, hoặc là có nhiều khi mình cũng đi lạc như thường. Nên Kim Thoa nghĩ là mình nên làm vậy thì có thể giúp được cho quý vị đồng hương nhiều hơn, và cũng tiện cho quý vị đỡ có phải dành cái thời gian đôi khi quý vị phải nghỉ trong giờ làm việc khoảng nửa ngày hay gì để chạy ngược về Southwest để nộp mấy cái loan. Nên Kim Thoa đã mở ra một cái văn phòng mới, và cái văn phòng này cũng chính là nhờ sự ủng hộ của quý vị. Rồi Kim Thoa một lần nữa rất rất là cảm ơn quý vị đã ủng hộ Kim Thoa trong nhiều năm vừa qua. Tức là văn phòng thứ hai của chị đã hoạt động, đã bắt đầu hoạt động rồi phải không chị? Tức là đã có rồi đó. Phải, nhưng mà Kim Thoa chưa có chính thức công bố. Và hôm nay là cái ngày đầu tiên mà Kim Thoa công khai lên vào cái địa chỉ của mình. Thì kính mong quý vị cứ liên lạc với văn phòng ở cái số điện thoại đang trên màn hình là 713-988-1425. Vì có thể make appointment để có thể gặp Kim Thoa ở bên cái Northwest office là ở số 3934 đường FM 1960. Cái văn phòng, cái suite là số 200. Và cái building này nằm trong, khi mà quý vị đi tới thì quý vị sẽ thấy được cái building nó nằm trong một cái building của nhà băng. Nó có 3 tầng lầu bằng kiến giống như quý vị đang thấy trên màn hình. Vâng, thì Thanh nghĩ đó cũng là một cái gì đó mà chị Nguyễn Kim Thoa cố gắng để mà phục vụ một trong những
cái cách mà chị Kiều Nguyễn Kim Thoa phục vụ đến quý đồng hương Việt Nam của chúng ta là làm như thế nào mà tiện và lợi cho quý vị? Tuy là chị Nguyễn Kim Thoa phải lái xe vòng vòng với lại thời tiết nhiều khi lúc nắng lúc nóng như thế này, lúc mưa lúc gió, với lại kẹt xe nữa, cho nên là đó là một cái gì đó mà một trong những dịch vụ chị Nguyễn Kim Thoa gửi đến quý vị. Và còn một cái nữa là nhân cái dịp mà văn phòng mới đã khai trương rồi để mà phục vụ đến quý vị, thì ta Thanh được biết là có một cái chương trình để mà mượn tiền mới nữa, thì không biết là cái chương trình nó như thế nào, sẵn đây chị nói luôn chị. Dạ, quý vị sẽ thấy nhiều điều mới, nhưng mà có cái người ngồi nói hoài thì nó cũ thôi. Dạ, Kim Thoa mới, văn phòng mới tìm được cho mình một cái nhà băng để làm việc chung thưa quý vị. Tại vì phần lớn gần đây khi mà kinh tế đi xuống thì có rất nhiều người Việt Nam mình hồi xưa rất là giỏi, ít có bao giờ mình bị collection hay là bị bankruptcy. Nhưng mà sau này, sau khi kinh tế xuống thì một phần lớn của mình cũng bị, đôi khi mấy người trẻ trẻ giống như cỡ tuổi mình đi làm thì bị mất việc, nên lâm vào hoàn cảnh giống như mình mất việc hoặc là có những cái bill bọn mình trả trễ nên bị collection. Thì quý vị đã xuống cái credit, thường thường cái credit good để mà mượn tiền ở mức độ nhất là quý vị khoảng 700 trở lên. Nhưng mà sau này thì có thể khoảng 640 mình cũng có thể làm việc được với cái credit đó. Nhưng mà không may cho những quý vị mà bị bankruptcy hay bị collection, mình không thể nào nằm ở 620 nữa mà mình chạy tọt xuống còn có 600 hay ít hơn 600. Thì sau một thời gian mà mình đi tìm kiếm thì Kim Thoa tìm ra được một cái nhà băng, người ta có thể cho mình mượn chỉ khoảng 540 điểm thôi quý vị, thì quý vị có thể mượn được cái loan rồi. Và nhưng những cái collection mình phải giải quyết trước khi mà mình mượn cái loan. Thì quý vị, nếu quý vị nào có giống như cái credit mà không có được good, mà đã có cái khả năng, mình có cái chứng minh được cái income của mình, mà mình nghĩ là mình có khả năng để prove cái income mình, chứng minh là mình có đủ tiền trả, chỉ có một cái là mình có bị cái collection. Thì collection như thế nào và phải trả như thế nào, thì công ty của Kim Thoa vẫn có một nhóm để giúp quý vị giải quyết cho cái collection đó nếu mình có thể. Và sau đó bằng cái credit mà score mà thấp như vậy, mình cũng có thể trở lại và mượn cái loan được, chứ không có cần chờ tới khi nào mình được 620 điểm hay 640 điểm. Thì đây là một trong cái những điều mà đáng mừng cho những quý vị nào sau khi mình bị bad trở lại, mình bắt đầu mình gây dựng lại cái sự nghiệp của mình. Đó là một cái cơ hội mà đôi khi lúc mà mình không có việc thì dĩ nhiên mình thiếu bên này bên kia, nhưng mà lúc mình có việc trở lại, mình có công ăn việc làm, mình không có đến nỗi là không có mua nhà được. Nhưng mà chỉ vì cái credit là mà quý vị không có thể bị chặn lại cho tới 3-4 năm nữa để mà bill lại và trả, hay là có người phải ngồi đó chờ cho những cái collection coi như được thoát khỏi ra cái credit của mình rồi bắt đầu mới rebuild lại cái credit của mình, thì lúc đó tiền lời chắc có thể cũng trở lại tới 7-8 chấm rồi. Thì hiện giờ cái nhà băng này họ có thể approve cho mình và cái tiền lời không có đến nỗi tệ thưa quý vị, khoảng 4.2-4.50 gì đó nếu mà quý vị giống như có thể giải quyết được cái collection của mình. Nên nếu quý vị nào có được nghe chương trình này mà có nhu cầu mua nhà mà cần phải coi về cái credit của mình có giải quyết được hay không, thì xin quý vị cứ liên lạc lại với Kim Thoa sau chương trình thì sẽ có cái số điện thoại của văn phòng. Vâng, kính thưa quý vị, là để mà tiếp tục với chương trình Tài chánh và Đề ốc ngày hôm nay, thì bây giờ Thanh để tạo thêm cái chương trình nó được phong phú hơn và nó được đa dạng hóa hơn, thì Thanh xin rất mong là quý vị sẽ gọi vào với số điện thoại là 713-429-4046, 713-429-4046, và quý vị có thể đặt bất cứ câu hỏi nào liên quan về tài chánh, tiền bạc nói chung. Thì quý vị có thể đặt bất cứ câu hỏi nào mà quý vị đang nghĩ là rất là vui để mà có thể sắp sửa mua một căn nhà, thì quý vị có thể gọi vào và đặt câu hỏi. Thì bây giờ thì Thanh đã có chị Nguyễn Kim Thoa ngồi kế bên rồi, cho nên quý vị có thể đặt bất cứ câu hỏi nào làm khó chị Nguyễn Kim Thoa để mà trả lời cho bằng được những câu hỏi mà chúng ta đang thắc mắc. Và cuối tháng 4 vừa rồi, tức là cách đây khoảng 2 tuần đó, thì cái chương trình mà xin giảm tiền thuế nhà là đã không còn nữa, là vào ngày 30 tháng 4. Thì nhưng mà có một cái chương trình mới mà chúng ta gọi là protest, tức là kháng án á.
Nó sẽ bắt đầu là từ tháng 4 và tháng 5 là nó đã bắt đầu rồi. Nhưng mà Thanh được biết là cũng sẽ có một số những cái quận hạt khác nhau họ sẽ gửi lai rai về những tháng sau đó nữa. Không phải nhất thiết là từ tháng 4, tháng 5. Nếu quý vị chưa có nhận được cái tờ giấy đó thì quý vị cũng yên tâm, không họ không phải quên mình đâu, nhưng mà chỉ là nó chưa tới mà thôi. Thì giờ sẵn đây thì chị Nguyễn Kim Thoa nói thêm về cái protest là cái gì chị, và tại sao mình phải cần tới nó. Dạ thưa quý vị cũng như Thanh Thanh, là đúng như Thanh Thanh nói, sau khi mà mình ra khỏi cái thời điểm của homestead exemption, homestead exemption là xin giảm thuế nhà cho những ai mà mới mua nhà và mình có thể ở trong vòng một năm cho tới cái ngày mà mình có cái thuế đầu tiên của cái nhà. Thì nếu mà quý vị nào mua nhà từ năm ngoái thì cuối năm nay quý vị đã được giảm thuế, thì cái từ tháng 1 cho tới tháng 4 là cái lúc mà quý vị xin giảm thuế cho cái nhà của mình mới mua, và cái nhà đó phải là cái nhà của quý vị ở thì mình mới được xin giảm thuế cái đó, thì gọi là homestead exemption. Và khi mà chia tay với 30 tháng 4 thì quý vị lại bước vào một cái móc ngoặt, một cái thời gian mới gọi là protest, là lúc mà mỗi cái appraisal district, một cái county họ gửi những người appraisal ra cái vùng của mình và họ định giá năm nay, năm 2013, họ dựa vào những cái record buôn bán của năm 2012 để định giá của quý vị cái nhà năm 2013. Thì năm nay nhà quý vị sẽ được sở thuế định giá là bao nhiêu, thì họ sẽ căn cứ vào cái giá đó để đánh thuế mình vào cuối năm 2013. Thì khi mà họ gửi, coi như là từ tháng 4 cho tới tháng 5 rải rác, hoặc là cũng có nhiều quý vị cũng bị trễ hơn, có thể nhiều khi kéo dài tới tháng 6, thì quý vị sẽ nhận được một cái tờ giấy từ, nếu mà ở Fort Bend County hay Harris County, bất cứ cái county nào, quý vị cũng được nhận một cái tờ giấy định giá nhà của mình. Họ cho mình biết là năm nay cái giá nhà mình là bao nhiêu, và sau đó cùng với cái tờ giấy đó họ cho quý vị thêm một cái form đó gọi là protest, là giống như Thanh Thanh nói là kháng án. Dạ, nghĩa là mình không chịu, nếu mà mình cảm thấy là họ đánh giá cái nhà mình nhiều hơn là mình cái giá thị trường của cái khu mình, thì quý vị có phải thể điền vào cái form đó để mình gửi lại cho họ, mình nói tôi không có chịu với cái giá đó, và mình có thể nói sơ sơ về cái lý do mà mình không có chịu. Rồi sau đó họ có thể họ cũng chấp nhận, nếu mà với cái lý do đó họ check lại, họ chấp nhận, thì quý vị có thể không cần phải đi ra gặp họ. Nhưng mà nếu mà họ không có chấp nhận thì quý vị sau đó sẽ được nhận được một cái lá thư khác từ cái appraisal district gửi về để cho mình biết một cái ngày nào đó họ với mình sẽ ngồi xuống nói chuyện là tại sao mà mình nghĩ là mình không có đồng ý với cái giá đó, và họ sẽ cho quý vị biết tại sao họ nghĩ là cái nhà mình với cái giá đó. Thì lúc đó nếu mà người nào thắng thì người đó phải chấp nhận với cái giá mà cái người kia đưa ra. Thì phần lớn có nhiều quý vị nếu mà đã từng đi thì có kinh nghiệm, hồi cách đây 5-6 năm thì quý vị sẽ protest hơi dễ một chút, nhưng mà bây giờ thì nếu quý vị có muốn làm protest thì cũng nên chuẩn bị thật là kỹ, tại vì họ có những cái computer, có những cái record trên computer của họ, nên nếu mà quý vị nói mà không có bằng chứng thì cái cơ hội mà fail của mình tới khoảng 90%. Dạ, nên nếu mà quý vị nào biết cách protest thì mình phải chứng minh được là, chẳng hạn như mình biết được cái trong vùng mình trong năm vừa rồi cùng cái nhà giống vậy lớn hơn hay nhỏ hơn chút đỉnh thì cái giá bán thấp như thế nào, mình có thể nói cho họ biết là tôi thấy được cái nhà này bán. Thì phần lớn nếu mà quý vị mà muốn protest dựa vào cái giá bán thì những người realtor, những người làm nghề giống như thôi là những người có thể giúp quý vị, cho quý vị nhìn thấy được những cái report mà buôn bán trong một năm vừa qua, là quý vị có thể mình đi kháng án bằng cái cách đó. Nhưng mà nếu mà quý vị, cũng có một số quý vị dùng cãi bằng cái cách là mình không có biết được cái racket đó, nhưng mà nhà của mình thì thật sự cũ rồi. Đúng là cái nhà đó, thí dụ quý vị đồng ý với người ta là đúng là cái nhà
nhà giống như tôi, nhà tôi vậy có thể là 100.000, nhưng mà nhà tôi bị hư cái ngói hay là bị hư máy lạnh hay là bị cái gì đó, quý vị có receipt để chứng minh là nhà mình bị hư cái đó thì họ có thể trừ ra. Và khi mà họ trừ ra thì cái giá nhà từ 100.000 thì quý vị sẽ được bớt đi từ 100.000, chẳng hạn bớt được 10.000, 20 thì chỉ còn lại là 80.000. Thì khi mà hai bên chấp nhận với cái giá mới thì đóng thuế từ cái giá mới thì quý vị sẽ thấy cái thuế mình được thấp hơn nữa. Nên đây cũng là một cái cách mà mình làm cho cái thuế mình được giảm đi. Nên có nhiều quý vị mà lần đầu mua nhà thì rất hay lẫn lộn là kiểu nào cũng gọi là giảm thuế hết. Là tại vì một cái là giảm được cho mình cái bằng cái số thuế, một cái thì giảm từ cái giá nhà. Nên đây là cái lúc mà quý vị thưa giống như cãi lại cho cái giá nhà mà họ định sai. Nhưng mà khi mà đi cãi, không biết mình có thể mình mướn một đại diện của nhân viên văn phòng địa ốc được không chị? Hay là phải là... Phần lớn nếu mà quý vị không có biết á, thì có một những cái công ty địa ốc có những cái group họ chuyên môn đi cãi cho quý vị. Thì hồi đó Kim Thoa vẫn có thường hay đi cãi, và nhưng mà sau này vì một lần đi cãi vậy á thì mình tới cái office của họ, của ở trên cái mấy cái appraisal mình chờ đợi cũng hơi lâu, mà mình chuẩn bị cũng khá lâu rồi lên đó chờ đợi, nên là Kim Thoa không có còn đủ thời gian để đi. Và mà trong office thì mấy cô rất là ngại để đi cái đó, nên Kim Thoa đành phải ngừng lại cho cái đó. Mặc dù mình biết làm thì Kim Thoa có lúc Kim Thoa cũng chỉ cho mấy quý vị thân chủ của mình cái cách mà để làm, nếu mà mình rành tiếng Anh, mình giỏi để mà có thể nói lại. Thật ra cũng không có cần phải cãi với nhau hay cái gì, nhưng mà chỉ có cái là mình cần cái bằng chứng. Dạ, thì mình ra. Còn nếu mà quý vị nào cũng giống như cũng ngại, đôi khi mình cái nhà mình định giá 100.000, mình ra mình cãi toàn xuống được 99.000 chẳng hạn vậy, thì cái xê xích của cái giá đó không có đáng mất để thời gian của mình, đúng mình không? Phải đổ xăng rồi mình mất thời gian đi và chờ đợi. Nên là có một cái công ty mà Kim Thoa hay giới thiệu với những người thân chủ của mình, là có một cái công ty của Mỹ đi, kêu là Corner, cái chìa khóa, cái thơ của họ, cái logo của họ là cái chìa khóa. Thì nếu mà quý vị nào đã từng có nhà lâu thì quý vị sẽ thấy được là mình sẽ nhận được mỗi năm, gần như mỗi năm cái công ty đó họ gửi về để họ quảng cáo với mình. Nếu mà mình muốn họ giúp để mà giảm á, thì họ sẽ ăn chia với mình. Nghĩa là thí dụ như họ giảm được cho mình 100 đồng thì họ chia mình 50, mình 50. Còn nếu mà 200 đồng hay 500 đồng, nghĩa là mỗi người 50-50, thì Kim Thoa cảm thấy cái đó cũng công bằng. Nếu họ làm không được thì họ không lấy tiền mình, nhưng mà nếu mình không đi làm thì mình cũng không có save được cái đó. Nên Kim Thoa có lúc Kim Thoa cũng giới thiệu cho khách để dùng họ. Họ là một cái công ty của người Mỹ. Thanh là nghĩ là không biết là mình có thể bắt được phone của vị khán giả này không ạ? Dạ vâng. Thanh rất là tiếc là đã không có tiếp được cái đường dây vừa rồi của vị khán giả gọi vào, nhưng mà bây giờ thì chúng tôi cũng gần hết giờ rồi. Thôi thì trước khi mà rời làn sóng thì ngày hôm nay Thanh xin mời chị Nguyễn Kim Thoa, thứ nhất là tóm gọn lại cái ngày cuộc nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay, và cái thứ hai là nhắc cái văn phòng mới của chị Nguyễn Kim Thoa, cái đó là cái quan trọng. Dạ, Kim Thoa đầu tiên là rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình cùng với Kim Thoa chứ Thanh trong nửa tiếng đồng hồ vừa qua. Thì nói như, giống như Thanh nói là mình tóm gọn lại, thì hôm nay là Kim Thoa hân hạnh báo tin mừng của mình hay là của quý vị. Những quý vị nào ở bên Northwest thì Kim Thoa có một cái office ở bên phía Northwest, gần gốc của 1960 và Veteran Memorial gần chợ Hồng Kông 3, thưa quý vị. Thì nếu quý vị nào ở vùng Northwest mà muốn apply cho cái loan hay là về mua nhà cửa thì kêu quý vị có thể make appointment với Kim Thoa để Kim Thoa chạy về bên đó. Và cái thứ hai là tin vui cho những quý vị nào mà mình trong quá khứ mình lỡ mình bị bad credit, mình không có được good mà mình đang cố gắng để mình rebuild lại, nhưng mà không có còn nhiều thời gian nữa, mà quý vị ở một mức độ đó nào đó thì khoảng 540 điểm trở lên thì Kim Thoa cũng có thể làm được loan cho quý vị. Và cuối cùng là cái protest, là cái chương trình mà quý vị
chống lại những cái định giá của Khao-Ti. Và nếu quý vị nào có câu hỏi về những cái thứ này của ngày hôm nay thì quý vị có thể liên lạc với Kim Thoa ở văn phòng, số điện thoại đang hiện trên màn hình 713-988-1425. Kim Thoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi chương trình cùng với Thanh Thanh với Kim Thoa một lần nữa. Xin kính chào. Thanh Thanh cảm ơn chị Nguyễn Kim Thoa đã đến đây để gửi những thông tin thật là mới như thế này và thật là đầy đủ để gửi đến quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc gì, quý vị có thể gọi trực tiếp cho văn phòng của chị Nguyễn Kim Thoa đang hiện trên màn hình. Và giờ đây thì Thanh Thanh cũng như là chị Nguyễn Kim Thoa cùng với chương trình Tài chánh và Đề ốc xin được chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình phỏng vấn thương mại lần tới.